Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với clip của Huy. Hành trình hôm nay thì chúng ta sẽ đi lắp cấu hình karaoke cho một anh khách hàng tại Bình Tân, rất là VIP nha mọi người. Cấu hình tiếp tục là đồng bộ sản phẩm của Wonderfeel. Thì nói chung là về những cái cấu hình mà dàn âm thanh gia đình ấy, thì chắc chắn đó là khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn sản phẩm loa Wonderfeel, tại vì sản phẩm này nó rất là hay ha. Cấu hình hôm nay chúng ta sẽ sử dụng là hai cặp loa full 30 Wonderfeel W12A mọi người, hai cặp và một chiếc súp hơi 40 đúc 15-25 mã. Cấu hình này thì là anh khách lấy bên Huy có một chiếc súp thôi, ở nhà anh đã có một súp rồi, thì khi mà đi bàn giao bên Huy sẽ lắp luôn cái chiếc súp của anh khách vô cái cấu hình này luôn ha mọi người. Đây là tủ máy mọi người, tủ máy 4 thiết bị ha, một con đẩy 4 kênh XT12000A. Thì con đẩy này công suất rất là lớn, con đẩy này thì mọi người có thể thấy là bên Huy lắp cho những cái bộ sân khấu công suất rất là lớn ha. Và một con vang số Wonderfeel X10 Plus mọi người, và micro ADD Pro KD902, và đây là bộ quản lý nguồn. Thì full cái combo này mọi người, full combo này có cả cái chân loa và cái bát treo loa luôn. Tổng bộ này là trị giá 72 triệu nha mọi người, 72 triệu. Rồi bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng theo đội ngũ kỹ thuật của bên Huy đi bàn giao và lắp đặt cho anh khách ha. Mọi người mà có nhu cầu lắp đặt âm thanh hoặc là tư vấn thì có thể liên hệ cho bên Huy theo số hotline clip. Bên Huy thì có hỗ trợ trả góp cho tất cả anh em luôn. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của bên Huy. Ok, xuất phát. Hello anh em, hiện tại mình đã có mặt tại quận Tân Phú để bàn giao cho anh khách một dàn karaoke siêu VIP đến từ hãng Wonderfeel nha anh em. Và đi gồm hai cặp full 30 của hãng Wonderfeel W12A và một quả súp 40 của hãng Wonderfeel luôn nha anh em. Và hiện tại bây giờ mình đã di chuyển vào bên nhà, thì anh em đang xem không gian để mình treo loa cho hợp lý nha anh em. Rồi bây giờ mình khui thùng nha anh em. Rồi bây giờ mình khoan bát đã xong và bắt đầu tiến hành treo loa nha anh em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây thì tăng nhạc này. Tăng nhạc lên rất là